Để đảm bảo mọi trẻ em được vui Tết Trung thu năm 2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em. Cụ thể, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các tỉnh thành phố bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để thăm tặng quà Trung thu cho trẻ em, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, tổ chức các hoạt động nghệ thuật vui chơi để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tránh trò chơi có tính bạo lực không phù hợp.